Phát biểu nào dưới đây không đúng? Câu A, nguyên tử được cấu thành từ các hạt cơ bản là proton và e. Đúng. Câu này bình thường, proton, neutron và e là ba loại hạt cơ bản trong nguyên tử. Câu B, hầu hết hạt nhân nguyên tử được cấu thành từ các hạt proton và neutron. Đúng luôn, hạt nhân chủ đạo hầu hết được cấu thành từ hạt proton và neutron. Thật ra chính xác là nếu như mình nói là tất cả hạt nhân được cấu thành từ proton và neutron thì có vẻ nó hơi sai, nhưng mà người ta ghi hầu hết là ghi đúng. 99,99% các nguyên tử được có hạt nhân được cấu thành từ proton và neutron, ngoại trừ thằng hạt nhân của hydrogen, tức là hydro nguyên tử ngay bị những cái hydro đầu tiên á, tức là H11 á, thì thằng H đó hầu như nó không có hạt neutron, nó chỉ có hạt proton và một e, một proton và một electron thôi. Thì gần như đó là cái thằng duy nhất mà không có neutron trong hạt nhân, còn từ thằng các đồng vị khác trở lên đều có proton, neutron, đặc biệt đều có neutron. Hay đó, câu này hầu hết là 99,99% luôn là câu B đúng. Của B phát biểu hoàn toàn đúng. Proton và neutron cấu thành nên hạt nhân. Câu C, vỏ nguyên tử được cấu thành bởi các hạt e. Đúng. Thì các hạt electron bay xung quanh cái di chuyển xung quanh vòng vòng xung quanh cái hạt nhân thôi. Điều này hoàn toàn đúng. Câu D, nguyên tử cấu trúc đặc khích. No. Rồi hai đáp án cuối cùng của mình là câu D đấy. Tức là người ta bảo là phát biểu nào sai. Câu D là sai. Nguyên tử có cấu trúc đặc khích là sai. Nguyên tử cấu trúc rỗng chứ không hề đặc khích. Nguyên tử có cấu trúc rỗng chứ không hề đặc khích ha. Đặc khích là sai. Gồm vỏ nguyên tử thì đúng này, hạt nhân nguyên tử cũng đúng luôn, nhưng mà cấu trúc đặc khích là sai. Tôi nhắc lại là nguyên tử cấu trúc rỗng nha. Tức là hạt nhân từ khoảng cách giữa hạt nhân đến electron là một khoảng không trống. Còn nó ghi đặc khích có nghĩa là không có khoảng không trống. Hiểu chưa? Nó như vậy đó. Ok. Giờ cuối cùng là câu D, nguyên tử cấu trúc đặc khích là sai. Phải sửa đây là nguyên tử cấu trúc rỗng. Cái từ khóa đây là từ đặc khích. Lấy viết chéo đặc khích đó và sửa lại là từ rộng. Rồi vậy thôi.